Merry Christmas! Hello mọi người, thì bây giờ là chúng ta đã sắp đến Noel rồi. Thì Mèo và Deadwood quyết định là lần này tụi mình sẽ ăn Noel thiệt là lớn luôn. Tuy là năm nay tụi mình không được đi đâu chơi hết, nhưng mà tụi mình sẽ chơi Noel ở nhà. Và tụi mình quyết định mua một cây hồng Noel tận 3 mét. Và mình sẽ cùng Deadwood trang trí cái hồng Noel của tụi mình nha mọi người. Tội nghiệp Hood quá, Hood vừa mới khỏi bệnh mấy bạn. Cho nên là mình kéo Hood ra đây để trang trí cây hồng Noel. Thì mình đã mua rất nhiều đồ trang trí cây hồng Noel cho mình luôn mấy bạn ơi. Đây nè, đây là những cái trái banh bé xinh xinh mình để treo lên cây hồng Noel nè mấy bạn. Dễ thương ghê chưa? Nè, mình mua rất nhiều màu luôn nha mọi người. Và ở dưới đây mình còn rất nhiều kiểu như cái này bông bóng. Cái này là bóng đúng không ta? Đúng rồi. Bóng banh gì đó mình không biết. Cái này kêu bằng quả cầu. Quả cầu hả? Trái châu. Trái châu. Đúng rồi. Cái này mình thích nhất luôn nè mọi người ơi. Đó chính là mấy cái trái thông kim tuyến. Đây chính là trái châu nè mọi người. Đó. Trái thông kim tuyến. Ủa, trái thông. Đúng rồi, tôi lộn. Cái này là trái thông kim tuyến nha mấy bạn. Rồi xong, để nó qua bên đi Mèo. Còn đây là mấy ông già Noel siêu dễ thương luôn. Trời, bé xinh xinh nhiều lắm luôn nha mấy bạn ơi. Đây, cưng quá chừng luôn à. Dễ thương quá à. Mấy ông già Noel này mình sẽ treo lên cái hông của mình. Cà tinh ở trên đó. Wow, mình còn có cái này nữa nè. Đó chính là những hộp quà mini. Dễ thương nghe luôn hả mọi người ha. Còn tôi thì có cái hộp quà bự thiệt bự luôn nè Mèo. Mình thì mình thích mấy cái hộp quà mini như thế này. Còn Red Hood thì đúng là thích mấy cái hộp quà to đùng như vậy luôn á. À, đó chính là đại khái những món mà tụi mình mua thôi. Còn cái này nữa. Cái này nãy tôi cho mọi người coi rồi. Đâu? Nè, hồi nãy tôi có dơ lên rồi. Cái này là cái mình thích nhất luôn mấy bạn. Trong bộ sưu tập lần này thì cái dòng hoa này là hai đứa mình với chú lùn á. Với chú lùn dễ thương quá à. Mình chỉ thích hết tiền kiểu như thích lũy lắm luôn á. Mèo, đặc biệt nha, trong mùa lễ Giáng sinh là không thiếu được ngôi sao. Chiếu Mèo. Đẹp quá. Tôi thích cái này hơn. Không biết cái này một hồi mình sẽ treo ở đâu nữa. Nhìn cưng quá trời. Tôi nghĩ là tôi sẽ treo giữa cái thông á. Giữa cái thông hả? Hey, mà nãy giờ tính ra tính lại á, đồn trang trí mình cũng có rồi nè, dây kim tuyến này thứ, nhưng mà đây mới là cái gì chính nè. Dây của chúng ta quên đây chính là cây thông Noel. Cây thông Noel này nằm ở trong thùng mấy bạn. Nó thực tế là cây thông 3 mét, nhưng mà mình không hiểu sao nó lại lùn như thế này. Mình hy vọng là khi mình khui ra thì nó thực sự là cây thông 3 mét. Chứ mình sợ nó chỉ là 1,5 mét. Vậy mình đo cho mấy bạn coi nè. Cây thông 3 mét. Đây. Hiện tại thì mình là 1,5 mét đúng các bạn. Cây này mình nghĩ chắc tầm 1,3, 1,4 thôi. Đó. Bây giờ tôi lấy cái kéo tôi đi khui nó ra cái. Bây giờ mình với Hút sẽ khui cái này ra. Đây chính là cái kéo mà mình sẽ dùng để hỗ đắc lực của chúng ta để chúng ta cây thông. Đó. Tôi nghĩ là cây thông này nó bị gấp lại lần hai á, cho nên là nó mới. Tôi hiện cái hên là tôi bệnh á, giờ đúng ngay cái Giáng sinh là tôi hết bệnh đó Mèo. Chứ không là buồn lắm luôn Mèo. Chưa, sắp tới Giáng sinh thôi. Rồi, nhưng mà tôi có thể giúp Mèo để trang trí được cái thông Noel này. Đúng rồi. Để giúp tôi trang trí cái thông Noel thì ông đỡ bệnh. Từ giờ á mấy bạn hãy bình luận khuyên Deadwood là ăn rau nhiều vô đi mọi người ơi, để cho Deadwood mau hết bệnh nha. Chứ Deadwood của mẹ mới ăn thịt một cách vô tội vạ rồi. Cây thông nhìn dĩ thật kia luôn. Xong, được rồi nè. Mở cửa ra, đó. Ôi, no. Cái này mình không nên khui như vậy đâu, để nó xuống. Chúng ta sẽ có một người giúp đỡ nữa mấy bạn, đó chính là Fortby. Hiện tại bây giờ là 12 giờ đêm mà Poppy nó vẫn đang ở nhà của mình, nó giúp đỡ mình quay video cho mọi người xem nè. Mọi người nhắn lại cho Poppy nha. Vô đây. Vô đây cho nào. Mấy bạn lâu rồi chưa thấy chưa gặp lại Poppy đúng không mấy bạn? Cho nó một like nha mọi người. Mọi người nhớ nhấn cho Poppy một like nha. Poppy hát hay lắm đó mọi người. Rồi, bây giờ thì để Poppy ơi em. Ấy, anh Poppy người ta chặn tặng dây rồi Mèo. Người ta cho mình dây kim tuyến nữa nè. Rồi, anh rút từng cây ra nè nó. Cái này là anh nghĩ là cái đỉnh nè mọi người ơi. Cảm giác như dây kim tuyến có thành ngôi sao á. Rồi. Chúng ta sẽ có cái chân. Đợi xíu. Chúng ta trải nó ra đây. Ôi, cái cây này nhìn vậy chứ nó bén lắm Mèo. Ai đó khiên cái hộp này ra giúp tôi. Rồi, cái nút từng cây ra. Nhẹ nhàng nha. Ok, nhẹ nhàng, bình cảm với nó thôi. Rút ra Phô Bê ơi, rút ra. Ui, rồi. Đây. Ai hướng dẫn sử dụng. Có bạn sử dụng nè. Rồi, đẩy nó vào bên với chị đi, bên kèo cưng. Thôi, vậy là đầu tiên chúng ta phải lắp được cái chân trước. Rồi. Bây giờ mình trải cái chân vô đúng vị trí của nó đi nè. Hay là đoạn này mình sẽ cho bạn tấm ba la xịt bộ. Bạn thấy tụi mình làm thiệt là nhanh luôn các bạn ơi. Ok. Làm cài thiệt lẹ lắm. Mình sẽ test thực quyền and chan tích. Sau khi tụi mình banh tét tét thì bây giờ chúng ta cũng đã được một cây thông. Ok, ê, hình như cái gì đó sai ta ơi. Tôi nghĩ là mình nên bỏ cái này lên trước không? Không đâu mẹ một ơi. Hồi ai khoan, một hồi cái đọt này ai có thể
thể leo lên đó mà để lên tới. Mẹ nói đúng á. Tại mới nói nặng xong lắm. Ui da. Ok, cái này là cái đỉnh thông của nó nha mọi người. Rồi. Xong. Để lên. Chồng nó lên đi. Ta da, cái này kiểu như mình có thể làm được hai cái. Khoan khoan khoan. Sao hả? Cái đỉnh thông này mình nên gắn ngôi sao lên. Để thôi một hồi là không gắn nổi không? Đúng rồi, nó cao quá. Quấn cái ngôi sao vô. Quấn đâu nó vậy nè. Không, cái đó là bắt buộc phải quấn rồi. Trời ơi, rớt cái đọc ra luôn rồi. Đó. Really? Ừ. Đúng vậy, vậy đúng rồi. Ok. Ui dễ thương quá à. Rồi, rồi đó. Gắn cái ngôi sao lại xíu. Tét cái ngôi sao ta luôn rồi kìa trời. Ê, quấn cái vòng vòng đó cho tét mà nó phải như vậy. Ờ, thì kiểu vậy đó. Là được. Cho nó chắc chắn đó, hiểu không? Rồi. Xong. Rồi. Đưa cái thông lên nào. Let's go. Ok. Trời ơi. Lên ơi. Ôi, nghiêng trên đất kìa. Thông 3 mét. Chuẩn bị hoàn thành nha, coi chừng kẹt tay nha. Giảm xuống, giảm xuống. Ui, coi chừng kẹt tay. Xong. Thôi, chỉnh thành mấy cái nhánh thôi là được rồi. Mấy cái tầng này cho nó xuống thôi. Trời, nó cao lắm luôn đó mèo ơi. Trời, tôi không biết là mọi người có thấy được cái đỉnh của nó không ta. Chắc không ai thấy đâu. Cây thông 3 mét đã được hoàn thành. Đây mấy bạn, đây là những con người nhỏ bé đứng dưới cây thông 3 mét nha mọi người. Mọi người có thể nhìn cao được chiều cao của tụi mình. Ở ngoài cây thông nó rất là đẹp luôn á nha. Tươi tắn, rất là dễ thương luôn. Phải lựa cái mặt nào đẹp đẹp để đem ra ngoài mới được. Mặt nào cũng đẹp mèo ơi. Mặt nào nhìn xinh xinh xíu ơi. Thấy mặt nào đẹp không đi, em chỉ đi. Mặt nào? Rồi vậy là gỡ cái thông xuống. Gỡ cái đỉnh rồi. Tại chị đem cái đỉnh chị nha, chị cho cưng nhai luôn Phú Bi ơi. Ờ cái đỉnh, tại vì cái đỉnh nó một mình chị tét á cho nên nó đẹp nhất á. Thấy không? Đúng rồi. Bởi mới nói. Wow, bây giờ á. Đến chuyên mục trang trí. Cực khổ như là chuyên mục trang trí cho mọi người. Không biết mọi người có muốn mà em trang tiếp nữa không? Thôi chắc là em trang tiếp đi. Là em trang tiếp hả? Ừ. Em trang tiếp. Dạ là các bạn xây mình xây thiệt nhanh nha các bạn. Tiếp thực quyền em trang tiếp. Cũng 1-2 giờ đêm mà mấy bạn ơi. Tụi mình đã mất từ 12 giờ chắc giờ cũng 3 sáng như nào. Tụi mình mất hết 2 tiếng 32 phút. 2 tiếng 32 phút để chúng ta hoàn thành. À thật ra thì tụi mình chưa có xong đâu mấy bạn, tụi mình còn trang trí rất là nhiều nữa. Nhưng mà bây giờ chắc là tạm thời hoàn thiện cái thông Noel xong trước. Rồi một tí xíu nữa sau khi hoàn thành thành phẩm thì tụi mình sẽ lại tiếp tục cho mấy bạn xem tiếp quá trình tiếp theo nha. Mọi người thấy cái thông Noel của mình đẹp không nè? Nếu các bạn thích thì đừng quên hãy like, subscribe cho tụi mình nha. Bling bling. À, ở đây có mấy cái bông tuyết nè.
luôn. Cái quả cầu, đây là quả cầu kim tuyến, cái này làm cho tay của tụi mình rất là nhiều kim tuyến luôn. Đây nè, các bạn thấy tay của lấp lấp không? Đó, đây, làm tay lấp lấp, làm tay ngắn ngắn lấp lấp lấp. Và cái hộp quà, cái hộp quà nó thương ghê luôn các bạn. Để quà đi, để vậy để bị che mất tiêu. Đây là mấy cái châu bình thường, cái hộp quà ở đây nè. Đây cũng được, để nó đi, tại vì tôi thích cho nó lụng lặng lụng lặng. Mình có nghe nói ông già Noel ở xíu nữa. Mấy ông này thì đang trèo lên kia không đi lấy quà, phát quà cho bé bạn mà trẻ ngoan ở nhà chứ không phát cho trẻ thường đâu. Ở dưới góc cái thông thì mình đã trang trí một gia đình người Tiết cực kỳ dễ thương luôn. Mặc dù là không có Tiết nhưng mà mình sẽ trang trí cái gia đình này ở đây để dành cho nó có chút không khí Noel đó bạn. À, hai bên đó thì mình có để cho hai cái chậu hoa. Hoa có rất là nhiều thứ luôn, mình cho các bạn đi xem vòng vòng nè. Rồi mình trang trí ở phía trước là có phía sau luôn, vì mình sợ là kiểu như cây thông nếu nó không tiểu thì nó sẽ không được đẹp các bạn. À, mình cứ nói chuyện luôn, cái hộp quà neo lên. Bên này cũng đẹp nữa, cái mặt này đều dễ thương hết trơn á, chỗ nào cũng có bông tuyết. Hy vọng là tụi mình trang trí nó không trùng nhau với ông già Noel dễ thương quá trời quá đó luôn. Cái trái châu này các bạn. Cái trái này chấp chấp dễ thương quá quá đây. Ok, phía sau là như vậy, giờ mình sẽ lên phía trước. À đúng rồi, mình quên khoe với mọi người. Đây là cặp chuông Tinkerbell, Cặp chuông này khá là to cho nên là treo lên thì cái thông nó hơi bị nặng luôn á. Tội nghiệp treo thông quá. Ở đây. Phần mình thích nhất đó, đó chính là mấy cái quả ốc chặt ốc. Đây. Cực kỳ dễ thương luôn á. Mấy cái thông trực tiến nè, các bạn thấy nó đẹp ghê luôn không? Nhìn tinh quá ha. Còn mấy cái này mấy chùm nho, chùm sơ gì cũng không mua nữa bạn. Đây, mấy cái trầu, mấy cái hộp quà. Rồi, toàn bộ cái thông của mình là như vậy. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy xem lại tổng thể cái thông lần nữa nè.